buộc Trang Nemo thi hành án tù. Sau bản án phúc thẩm, Trang Nemo gửi đơn xin hoãn chấp hành án vì lý do mang thai. Ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi thông báo về thi hành án hình phạt tù đến Nguyễn Xuân Hương Trang, sinh năm 1992, còn gọi là Trang Nemo. Theo đó, buộc người này chấp hành bản án 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng mà Tòa án Nhân dân quận 1 xét xử sơ thẩm đã tuyên. Sau bản án sơ thẩm, Trang Nemo kháng cáo. Tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, y án 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng đối với bị cáo này. Tiếp đó, Trang Nemo gửi đơn xin hoãn chấp hành án vì lý do mang thai. Tòa án Nhân dân quận 1 xét thấy bị cáo Trang cư trú tại quận 10 nên đã ủy thác cho Tòa án Nhân dân quận 10 thực hiện thi hành án. Ngày 23 tháng 1 năm 2024, Chánh án Tòa án Nhân dân quận 10 đã có thông báo về quyết định không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù mà Nguyễn Xuân Hương Trang đã gửi. Ngày 26 tháng 1 năm 2024, Trang gửi đơn khiếu nại đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với thông báo không chấp nhận đơn xin hoãn thi hành án phạt tù mà Chánh án Tòa án Nhân dân quận 10 đã ký. Ngày 20 tháng 2 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời không chấp nhận khiếu nại của Trang Nemo và giữ nguyên thông báo của Chánh án Tòa án Nhân dân quận 10. Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh trực tuyến nên Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng Trang Nemo để giải quyết. Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 16 tháng 1, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh, chị Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Tại đây, chị My và chị Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn chị Khanh đứng ở ngoài. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi chị My đang xin lỗi Trang thì chị Khanh vào cửa hàng nói chị My đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Trang dùng tay giật khẩu trang chị Khanh thì chị Khanh chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Phạm Quyền Quy và Quách Thị Thùy Trang lao vào nắm tóc, đánh vào đầu, lưng và đạp vào bụng của chị Khanh. Hai bảo vệ cửa hàng là Phan Hoàng Nam, Nguyễn Phúc Tuấn thấy sự việc cũng lao vào đánh chị Khanh. Sau đó, một số cán bộ công an có mặt, mời toàn bộ những người liên quan về trụ sở làm việc.